Nếu bạn đang là trụ cột trong gia đình thì đừng bỏ qua video này. Nếu người kéo xe là bạn, trên xe có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây bất cẩn trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không? Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời. Là một người đàn ông, sống là phải gánh vác. Là một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm. Người đàn ông mệt là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe. Người phụ nữ mệt là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước. Bố mẹ mệt là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác. Con cái mệt là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa. Thế nên, sống trên đời, đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa của chúng ta chứ không phải chỉ để xưng hô cho xong. Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khổ.